Những ai không nên ăn thịt gà? Thịt gà rất tốt cho sức khỏe và giàu dinh dưỡng, và có thể sử dụng để trị nhiều bệnh. Nhưng lương y Vũ Quốc Trung cho biết bạn tuyệt đối không nên ăn thịt gà nếu mắc phải một trong những bệnh dưới đây. Người đang bị thủy đậu. Người bị thủy đậu nên kiêng ăn thịt gà, đặc biệt là phần da, bởi nó sẽ gây ngứa, khó chịu ở các nốt thủy đậu, đồng thời dễ để lại sẹo. Người bị vết thương hở. Thịt gà vốn có tính nóng nên có thể gây ra hiện tượng sưng, mưng mủ vết thương. Ăn nhiều gà sẽ làm da lâu lành, dễ bị viêm nhiễm. Người đang bị táo bón, khó tiêu. Theo kinh nghiệm dân gian, ăn nhiều thịt gà rất khó tiêu. Những người có vấn đề về tiêu hóa nên tránh ăn thịt gà, vì chúng không có lợi về mặt tiêu hóa, sẽ khiến bệnh thêm trầm trọng. Người bị huyết áp cao, bệnh tim mạch. Y học hiện đại cho biết, da gà và lòng trắng trứng gà có nhiều mỡ, cholesterol, nên người huyết áp cao, bệnh tim mạch, không nên ăn nhiều thịt gà, đặc biệt là da gà và lòng trắng trứng. Người mới phẫu thuật. Những bệnh nhân mới mổ xong mà ăn thịt gà sẽ gây cảm giác ngứa da, dù còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người, nhưng tốt nhất là tránh ăn. Người bị sỏi thận. Thịt gà được biết đến như loại thực phẩm giàu protein, có thể khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên và hình thành các loại sỏi. Người đang mắc sỏi thận cần kiêng loại thịt thơm ngon này. Ngoài ra, theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh chia sẻ, năm thứ không nên ăn chung với thịt gà là cá chép kiêng ăn với thịt gà, vì thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn. Nếu ăn, sinh ra nhiều mụn nhọt. Nếu mắc phải mụn do ăn thịt gà, nấu nước đậu đen uống sẽ khỏi. Thịt chó kiêng ăn với thịt gà, vì thịt gà tính cam ôn, thịt chó cũng cam ôn đại nhiệt. Ăn phải hai thứ bị nhiệt, sinh ra đi kiết lỵ. Khi ấy uống nước cam thảo sẽ khỏi kiết lỵ. Tỏi, hành sống, rau cải. Ăn thịt gà không nên ăn chung với tỏi, rau cải và hành sống, vì thịt gà tính cam ôn, trong khi hành tỏi đại nhiệt, rau cải cam hàn, ăn cùng nhau sinh ra kiết lỵ. Nếu bị kiết lỵ, nấu nước lá dâu uống sẽ khỏi. Rau kinh giới kiêng ăn với thịt gà, vì thịt gà tính cam ôn, thuộc phong. Còn kinh giới tân tán, cay nóng, ăn phải sinh ra chứng phong ngứa. Muối vừng và rau thơm, bởi thịt gà thuộc về phong, mộc. Nếu ăn lẫn muối vừng, rau thơm sẽ động đến can phong mà sinh ra chứng chóng mặt, run rẩy cả người. Trị chóng mặt, nấu nước cam thảo uống sẽ khỏi.